vị khán giả đã đến thật đông tối chủ nhật để ủng hộ cho chương trình Ơn Rơi Bóng Đây Rồi. Quý vị và hôm nay chúng ta rất là dự để chào đón gian khách mời rất ấn tượng đến với chương trình Bóng Đây Rồi số đầu tiên. Ngay bây giờ chúng ta xin một tràng tay thật lớn cho nghệ sĩ Hữu Đăng. Số đầu tiên ớt rơi bóng đi rồi. Và ngay bây giờ để bắt đầu chương trình chúng ta cùng giao lưu với các trưởng phòng tối nay nhé. Dạ, đầu tiên chắc là lẽ là em xin mời chị Nam Thư trước đi. Dạ, lần đầu tiên chị Nam Thư đến với Sài Gòn Tân Thời, dạ ấn tượng như thế nào khi mà thấy không khí được hưởng ứng rất là nhiệt tình từ quý vị khán giả cho chương trình ngày hôm nay? Thật sự là bản thân Thư hết sức bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Thư đứng trên sân khấu này. Thư cũng rất là thắc mắc luôn mọi người. Nếu mà mọi người có ai theo dõi chặng đường của Nam Thư thì biết là Nam Thư nổi tiếng từ vở Đòi Nợ, trong đó có Lô Tô. Vậy mà Sài Gòn Tân Thời bao nhiêu lâu rồi mà không bao giờ mời Nam Thư về hát Lô Tô, mà là chỉ mời Nam Thư về giám khảo thôi. Nên á, mong quý vị khán giả đây cho Thư một tràng vỗ tay thật lớn, lần sau là lại mời Nam Thư hát Lô Tô nha. Ok, dạ, em nhớ rồi đó nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành câu hỏi tiếp theo cho Trà Ngọc đi. Dạ, bởi vì sao? Bởi vì Trà Ngọc đã gắn bó với Sài Gòn Tân Thời tới bây giờ là 8 số kịch rồi. Tính luôn một cái vở kịch cho thiếu nhi nữa là 8 số. Thì em thấy không khí và cũng giống như là tinh thần của Sài Gòn Tân Thời như thế nào để mà chào đón một cái tiết mục kịch? Mọi người ơi, hôm nay là rất là đông đủ như thế này thì thực sự là một cái cảm giác lúc nào đến tới Sài Gòn Tân Thời Ngọc cũng có cảm giác là các bạn ở đây không phải là đến để coi mình làm cái gì, mà thật sự họ đến đây vì tình yêu thương, đúng không ạ? Đến đây với Sài Gòn Tân Thời thì lúc nào Ngọc cũng cảm giác giống như trở về một cái gia đình gì đó, một cái đại gia đình lớn, và tất cả mọi người đều là người thân của mình. Cho nên là ngày hôm nay không chần chừ gì nữa, đến với người thân của mình về với gia đình của mình thì chỉ còn chơi hết mình, đúng không ạ? Cảm ơn Trà Ngọc rất máu lửa. Cái bây giờ Hữu Đăng, dạ Hữu Đăng đã có dịp cộng tác nhiều ít là một hai lần thì phải, chị nhớ là hai lần. Thì so với hai lần trước thì cái cảm giác của em lần này như thế nào khi mình biết mình tham gia một chương trình, đặc biệt là vị trí trưởng phòng mà không có chuẩn bị một cái gì trước cho vở diễn hết ạ? À không, mình không nói tới ngoại hình ạ, hay là phục trang ạ, mình nói tới nội dung thôi đó. Thì em có cảm thấy là, tại vì em cũng đã tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi phiên bản gốc, thì em thấy với Sài Gòn Tân Thời em có hồi hộp lắm không? Dạ, lời nói đầu tiên Hữu Đăng xin gửi lời chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ thì những cái lần trước khi mà em tham gia vở kịch ở bên này đó thì em có sự chuẩn bị, em ra diễn diễn theo đúng như cái định mệnh của mình. Nhưng mà đợt trước á, khi mà tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi thì em đã không mời, và đợt này thì đã đưa em lên làm trưởng phòng và không có sự tập giờ trước ở đây, cho nên là em cũng rất là hồi hộp. Nên là có gì quý vị khán giả thương thương nhảy tay với em nha. Dạ, rằng nói đúng quý vị, và chương trình hôm nay không hề có tập giờ trước gì cả, không có tập giờ trước luôn, chỉ có tình huống được đặt ra bởi vì chúng tôi phải chuẩn bị trước đạo cụ như là sân khấu để nó chỉnh chu nhất. Và nói như thế để quý vị có thể thấy là từ khách mời cho tới trưởng phòng họ cũng sẽ rất áp lực để có một đêm diễn trọn vẹn dành tặng cho quý vị. Và song song đó chúng tôi xin gặp một trưởng phòng tiếp theo nữa là diễn viên Lâm Nguyễn. Nếu như quý vị đến với sân khấu 5B thì quý vị sẽ coi rất là nhiều vở, trong đó có sự góp mặt của Lâm Nguyễn, một nghệ sĩ rất duyên dáng. Và bây giờ xin mời Lâm Nguyễn sẽ có được lời chào tất cả quý vị khán giả. Cho Lâm Nguyễn gửi đến tất cả lời chào của những người thân của đại gia đình đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Chắc hẳn các bạn cũng rất là lạ là đây là lần đầu tiên mà Lâm Nguyễn đến với lại Sài Gòn Tân Thời, và cũng rất là ngạc nhiên là không biết tại sao mà chị Lộ Lộ lại mời Lâm Nguyễn
Mày nói là với một cái cương vị là một người trưởng phòng mà không có thời gian tập dượt trước cũng như là không có thời gian kết nối với các bạn thí sinh đó, thì là một cái áp lực cực kỳ lớn, bởi vì cả trưởng phòng rồi khách mời rồi thí sinh là phải phối hợp với nhau làm sao cho ăn ý và phải tạo ra tiếng cười nữa. Nên thật ra là bây giờ là cả ba trưởng phòng rồi thậm chí là cả chị khách mời rồi đặc biệt là cũng áp lực với chị Nam Thư nữa, tại vì không biết làm sao có thể lấy được tiếng cười của chị Nam Thư và đặc biệt là phải lấy được tiếng cười của tất cả quý vị đang ngồi tại nơi đây. Tiếng kia cảm ơn Lâm Nguyễn rất là nhiều, rất máu lửa ha. Hai nhân vật còn lại, hai người em cũng giống như là hai, tại vì cái phòng thứ ba sẽ là phòng của Lâm Nguyễn, Hình Nhật và bé Bảy. Thì kia bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với Hình Nhật trước đi. Và được biết thì bạn cũng đang tham gia Cười Xuyên Việt năm nay, là một thí sinh của Cười Xuyên Việt. Thì sắp tới chắc chắn là quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái tiểu phẩm của Lâm Nguyễn cũng giống như là xin lỗi, của Hình Nhật cũng giống như là của bé Bảy và trên truyền hình. Cho nên là đây cũng là một cái sự thử thách rất là mới, một cái trải nghiệm rất là mới của em. Em nghĩ như thế nào khi em nhận được cái gì? Em Hình Nhật xin chào tất cả mọi người đây, các bạn ở đây. Cảm xúc của em là bây giờ hiện tại đứng trên sân khấu là khá là run và áp lực. Vì đứng kế ban giám khảo là chị Nam Thư. Mấy anh chị lớn, diễn viên lớn thì mấy anh chị cũng đã cảm thấy áp lực khi mà sẽ ra sân khấu mà chưa có được tập dượt trước hay là chưa có chuẩn bị trước. Bản thân em là với lại bé Bảy là hai bạn trẻ và mới nữa. Thì cho nên là cái áp lực nó nhân đôi, nhưng mà tụi em xin hứa là sẽ cố gắng thật là làm là tốt cái vai diễn của mình và cố gắng thật là hài hước để cho mọi người ủng hộ Sài Gòn tương thời. Thank you, cảm ơn Nhật rất là nhiều. Còn riêng về bé Bảy thì em sao? Dạ, em như trên à. Thì ứng xử là rớt rồi đó. Rồi, cảm ơn quý vị khách mời rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, hôm nay chị Nam Thu sẽ nắm vai trò là người cầm cân đĩa bột để chọn ra một trong những thí sinh xuất sắc nhất để trao cúp của chương trình. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ cùng với các nghệ sĩ trên sân khấu. Xin chào, cảm ơn các trưởng phòng và các giám khảo. Thank you. Và chúng ta sẽ trở lại cho các phút nữa. Xin chào quý vị. Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ trở về với vòng loại lô tô tiếp theo. Lộn nha, bữa nay mặc đồ đen. Chị sao vậy? Chị lấy đứa sao em? Chọn hai tay bôi hả? Hoài vậy má, phái này đi lắm cái gì hết. Yeah, so. Không có con cuối, tao đâu biết, chỉ có con cuối.